Thưa quý vị và các bạn, Lam Phương bị liệt hai chân từ khi mới vừa lên 5 tuổi. Nhưng chị không buông xuôi cho số phận mà đã vượt qua hoàn cảnh, vượt qua muôn vàn khó khăn để trở thành một nữ tác giả có nhiều tác phẩm đi vào lòng người. Sau đây chương trình xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn tác giả trẻ Lam Phương. Đêm truyền trực tiếp tổng kết các giải thưởng cuộc thi viết về nét đẹp người phụ nữ Bạc Liêu do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bạc Liêu tổ chức. Chúng tôi thật sự bất ngờ với một nữ tác giả trẻ. Khi mới vừa lên năm, Lam Phương bị một cơn sốt bại liệt đã quật ngã và cướp mất đôi chân của chị. Mẹ chị ngậm ngùi kể lại. Lúc mà sanh Lam Phương thì cháu tới chuyện nó biết đi á, thì đi cho tới là 5 tuổi. 5 tuổi thì cháu mới đang có chạy đi chơi vậy đó, thì nó về. Về thì nghe cái đầu của cháu cho nó nóng thì mới đi là thay đồ rồi là mới kêu là con đứng tử tế rồi mẹ mặc đồ cho con. Cái sao nó đứng mà cái chân nó cứ sụm sụm hoài, nó nói mẹ ơi con đứng không có được đó. Thì từ đó thì mới đi cái nhà của ông y tá gần nhà mới chích cho cháu đó. Thì tới chừng là thì từ đó thì cháu nó không có đi đứng gì được nữa hết, nhưng mà cháu vẫn đi học. Chị sinh ra và lớn lên trên quê hương của bà già cổ Hoài Lan. Những câu giọng cổ ngọt ngào của tác giả Trần Nguyễn đã thấm sâu vào tâm hồn chị. Chị thầm nghĩ, đời đã cướp đi đôi chân của mình, nhưng mình còn đôi tay, mình có thể cầm bút để ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời. Tôi biết tác giả Lam Phương thông qua cái chương trình đồng ca đệ tử Cải Lương của chúng ta sang chương trình Cải Lương. Thì tôi với tư cách là biên tập đồng ca cho cái chương trình này. Thì tác giả Lam Phương gửi bài về cộng tác tương đối nhiều. Và tôi sẽ thấy là những cái bài ca mà tác giả Lam Phương viết cái văn phong rất là mộc mạc, rất là dễ thương, rất là ngủ với cái cuộc sống đời thường của bà con mình. Ngoài cái gửi bài về cộng tác cho cái chương trình đường ca đại tư cải lương ngoài trên đài các chương trình Bạc Liêu đó, thì tác giả Lam Phương trước đây là có gửi rất nhiều bài cho đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và được cái đài này sử dụng khoảng trên dưới 15-20 bài. Chị đạt giải thưởng viết về nét đẹp người phụ nữ Bạc Liêu. Trong tác phẩm của chị, ca từ mộc mạc và bình dị góp lên nét đẹp của người phụ nữ Bạc Liêu trong thời chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng quê hương đất nước hiện nay. Lần đầu nghe bài hát này, chúng tôi không nghĩ rằng tác giả của nó là một cô gái tận nguyện, chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Chị tâm sự với chúng tôi, qua bài hát này, chị muốn gửi đến các bạn trẻ đang có đầy đủ điều kiện thuận lợi trong cuộc sống hiện nay. Nếu một lúc nào đó bạn gặp khó khăn, những thất bại trong cuộc đời, chật chùng chân mỏi gối muốn buông xuôi tất cả, thì hãy cứ đứng lên và tiếp tục đi về phía trước. Đó là bài học quý giá mà cô gái không may mắn này đã học được từ cuộc đời. Đứng lên bằng nghị lực chính mình, dù đôi chân chị không nguyên vẹn, phải dựa vào chiếc xe lăn để vươn tới tìm sự thành công trong cuộc sống.